Vâng, và xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc Jan Enyroad 2. Một chiếc xe độc đáo được kết hợp giữa dòng Touring và dòng đua. Vâng, các bác có thể nhìn trước màn hình đây. Là một chiếc khung dướn lên của dòng Touring các bác nhé. Vâng, và bây giờ sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và đây là hình thức chiếc xe. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Nước sơn còn rất là mới. Nước sơn màu trắng kết hợp với màu xanh và màu đen đây. Ở trên khung xe rất là nổi. Jan Enyroad 2 các bác nhé. Và một chiếc xe được kết hợp giữa dòng Touring và dòng đua. Tay đua đây. Chiếc xe rất là độc đáo. Trước đây em đã từng về một chiếc Enyroad 2 này rồi. Hôm nay là chiếc này mới hơn. Hình thức sơn rất là mới các bác nhé. Đây. Đây là miếng ni lông bảo vệ khung để xích nó không chạm vào khung. Vâng, như các bác thấy hình thức khung rất là mới đây. Đây là càng nhôm. Vâng, và xe được trang bị công nghệ nhôm alloy X độc quyền của Jan, cho khung xe siêu nhẹ và bền này. Em đã giới thiệu rất nhiều về những bộ khung của Jan này rồi. Các bác cũng có thể lên Google để search thêm về công nghệ nhôm alloy X các bác nhé. Những dòng xe cao cấp của Jan thì được trang bị dây âm sườn. Cọng yên và yên nguyên bản của Jan. Vâng. Đây chiếc tem ở sau cọng yên. Thẳng quang sau. Ly đông cổ phốt nguyên bản của Jan. Vâng, và em giới thiệu qua về chiếc khung này. Khung dướn lên. Có thể chỉ thấy ở chiếc khung này ở dòng địa hình và dòng Touring thôi. Vâng, và đây là một chiếc xe đua mà có dòng một cái khung rất giống ở dòng Touring. Kết hợp cùng với nó là tay đua đây. Vâng, và xe được trang bị bộ tay lắc của Shimano Sora. Bên này là bên lít 9 tầng, bên đĩa 3 tầng. Vâng, cho xe 27 tốc độ. Chiếc xe đua 27 tốc độ. Tay quấn nguyên bản của Jan. Không có thể thấy chữ Jan đây. Vâng. Chiếc xe zin toàn bộ. Lốp và vành nguyên bản của Jan. Thường thì những chiếc xe đã qua sử dụng thì họ thường thay đi bộ lốp. Còn đây thì chiếc xe này vẫn còn nguyên. Và lốp hình thức còn rất mới các bác nhá. Vâng, chưa được thay thế. Còn rất là mới đây. Phải nhìn thấy tất cả gai của lốp. Vành và Mayer nguyên bản của Jan. Thông số lốp là 700x32C. Vâng. Ở đây có một cái tem. Đây là mã QR của xe của hãng các bác nhé.
Bác có thể thấy đây trên khung xe họ đề là xuất Australia. Vâng, đây chiếc xe xuất sang bên thị trường Úc. Đây, các bác có thể thấy đây. Vâng. Anyrot 2 size S. Lip của Shimano, lip 9 tầng. Hình thức lip rất là mới các bác nhá. Dính một chút bụi đây thôi. Xe mới về, em chưa lau qua đây. Đùi đĩa Shimano 3 tầng. Xích khá là mới. Phủ đề Shimano Sora. Đồng bộ. Nguyên một bộ group của Shimano Sora. Gạt đĩa Shimano Sora đây. Vâng. Và đây là phanh đĩa Avid của Mỹ. Avid các bác nhé. Các bác có thể lên Google search để bộ phanh này. Bộ phanh đĩa cao cấp của Mỹ đây. Avid. Vâng, và đến cả cái này cũng nguyên bản hình gian đây. Vâng, nguyên bản theo xe tất cả đều nguyên zin, chiếc xe mới trên 90%. Em đi rốt dòng xe đua à, em sẽ đo size đứng của xe. Vâng, và xe có size đứng là 50 49. Vâng, của các bác từ 1m6 đến trên 1m7. Chiếc xe rất phù hợp các bác mà yêu thích dòng đua, mà muốn kết hợp một chút về dòng touring, có thể chọn chiếc xe này. Vâng, sẽ đánh giá hoạt động chuyển động của xe. Vâng, lên lip. Xe sử dụng lip 9 tầng của Shimano, nguyên bộ group của Shimano Sora. Chuyển động rất tốt các bác nhé. Xuống lip. Vâng, chuyển động rất là tốt đây. Tích và lip thì còn rất là mới. Đây là bên đĩa, đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Xuống đĩa, lên đĩa. Gạt đĩa của Shimano Sora. Vâng, chuyển động rất tốt, bánh quay rất bon này. Vâng, và em vừa giới thiệu xong chiếc xe Gian Anyrot 2. Và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá 11,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để xem hình ảnh chi tiết của xe. Và lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để theo dõi những chiếc xe mới nhất về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh. Và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.